Sạt lở dọc ven sông Trà Bồng, một trong ba con sông lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, đang khiến cho người dân bất an. 240 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ở thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn của tỉnh này đang rất lo lắng khi sạt lở bờ sông Trà Bồng ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản mỗi khi có mưa lũ. Người dân sống ven sông Trà Bồng ở thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi đang chịu cảnh mất đất sản xuất, không thể an cư khi tính mạng và tài sản thường xuyên bị đe dọa mỗi khi có mưa lũ xảy ra. Nhân dân lo lắm, nhân dân buồn lắm, nhân dân là ưng muốn từ hồi giờ là ưng cái từ trên kia xuống đây có bờ kè, ở bên kia có bờ kè là ép nước qua đây là đã hay sạt lở bên này. Chỉ ước nguyện là xin có cái bờ kè thôi. Người dân an tâm. Chứ hàng năm tới mùa này là lao chuẩn bị lúa thóc rồi chuẩn bị lo đưa lần góp ấy. Tình trạng sạt lở bờ sông Trà Bồng tại khu vực này mỗi ngày một nghiêm trọng với chiều dài sạt lở hơn 1 km. Mỗi năm sạt lở lại lấn sâu thêm từ 3 đến 5 mét. Nhiều ngôi nhà đang đứng trước nguy cơ bị lũ cuốn trôi. Nó sạt lở như thế này mà không có được cái bờ kè thì chắc chắn rằng là nguy hiểm đến tính mạng của bà con nhân dân và đất thì nó là còn ngang là còn thu hẹp lại. Xác định mức độ nguy hiểm của sạt lở, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bố trí nguồn kinh phí khoảng 30 tỷ đồng để xây dựng 1 km kè chống sạt lở ở thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương. Tuy nhiên tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa bố trí vốn. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, địa phương chỉ ứng phó bằng cách theo dõi chặt diễn biến của mưa lũ để kịp tổ chức di dời dân. Chúng tôi hết sức chú trọng đến công tác di dời dân theo các cấp độ, trong đó phương châm chúng tôi là phải chủ động theo dõi tình hình thời tiết, rồi kịp thời chủ động di dời bà con nhân dân ở sát ven sông, đặc biệt là những nơi có nguy cơ đang sạt lở để đến những nơi an toàn. Mong ước về một bờ kè chống sạt lở ở thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn quá xa vời, dù đây là mong ước chính đáng và người dân đã từng kiến nghị nhiều lần. Mùa mưa lũ năm nay, những hộ dân sinh sống ở ngôi làng này vẫn chưa thể thoát được cảnh chạy lũ.